Người đàn ông này vô tình bị một tế bào sống kỳ lạ ký sinh trên cơ thể. Từ đó trở đi anh trở nên có sức mạnh phi thường, cơ bắp lực lưỡng, không ngại va chạm. Súng đạn cũng chả thể nào xuyên thủng được. Nhưng từ khi anh bị như vậy, anh đã không còn làm chủ được bản thân mình nữa. Anh có thể ăn mọi thứ trong mọi lúc và ở mọi nơi. Các rắc rối cũng từ đó mà xuất hiện ngày càng nhiều. Anh luôn sống trong lo sợ và bị các tổ chức săn lùng. Vậy anh sẽ phải đối diện với nó như thế nào? Và chuyện gì sẽ xảy đến với anh trong tương lai? Xin mời các bạn cùng tìm hiểu bộ phim với mình nha! Một tàu vũ trụ của con người khám phá sự sống ngoài hành tinh đang trở về trái đất. Thế nhưng, tại thời điểm nó bay vào tầng khí quyển đột nhiên xảy ra sự cố. Chẳng mấy chốc con tàu vũ trụ này bị rơi vào trong rừng ở Malaysia. Các phi hành gia bên trong đều thiệt mạng. Một công ty tên là Life Foundation lập tức cử người đến xử lý hiện trường. Hóa ra trong tàu vũ trụ còn có các mẫu sinh vật ngoài hành tinh do các phi hành gia mang về. Thông qua quá trình điều tra, họ phát hiện một trong những sinh vật ngoài hành tinh đã trốn thoát khỏi container không rõ tung tích. Lúc này một nhân viên y tế nhìn thấy một phi hành gia vẫn còn sống, vì thế lập tức nâng cáng lên xe cứu thương đưa tới bệnh viện. Không ngờ cơ thể của phi hành gia trên xe cứu thương đột nhiên vươn ra xúc tu đáng sợ. Rõ ràng, sinh vật ngoài hành tinh trốn thoát kia đã nhập vào cơ thể của phi hành gia này. Sau một hồi vật lộn, xe cứu thương bị lật. Cuối cùng sinh vật ngoài hành tinh lại nhập thân vào cơ thể của y tá. Cô ta liếc nhìn logo Life Foundation trên tay, chuẩn bị đi tìm những đồng loại ngoài hành tinh bị Foundation bắt đi. Eddie là một phóng viên thời sự được khán giả yêu mến. Anh đã yêu bạn gái Annie nhiều năm, mối quan hệ giữa hai người rất tốt. Annie là một luật sư, gần đây cô ấy nhận một vụ án liên quan đến Life Foundation. Trùng hợp là Eddie cũng được cấp trên điều đi phỏng vấn Drake, chủ tịch của Life Foundation. Rõ ràng Life Foundation sẽ có bước tiến lớn gần đây. Đồng thời, cấp trên còn nhấn mạnh với Eddie, chỉ cần nịnh nọt anh ta trong lúc phỏng vấn là được. Tuyệt đối đừng hỏi những điều không nên hỏi. Drake có chức vụ rất cao, chúng ta không chọc vào được. Buổi tối, sau khi Eddie về nhà cùng Annie làm những hành động thường ngày, đang muốn uống nước ngọt, lại vô tình phát hiện bí mật mà không ai biết của Drake trong hộp mail của Annie. Mặc dù xem trộm mail của người khác thì không hay, nhưng nội dung bên trong lại là danh sách nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gần đây của Life Foundation. Hóa ra, Foundation của Drake luôn tiến hành thí nghiệm bất hợp pháp trên người. Người vô gia cư trên đường và bệnh nhân ung thư đều là chuột bạch của họ, mà tỷ lệ tử vong của thí nghiệm vô cùng cao. Vì thế, Eddie có ý thức về công lý lại vô dụng. Ngày hôm sau, trong lúc phỏng vấn Drake, anh đã hỏi về việc thí nghiệm bất hợp pháp trên người ngay trước máy quay, còn chất vấn anh ta rằng lương tâm có cắn rứt không. Anh quên sạch những lời mà cấp trên đã dặn dò, mà Drake thấy Eddie hùng hổ hăm dọa trực tiếp kết thúc cuộc phỏng vấn. Anh ta ra lệnh cho bảo vệ đuổi Eddie ra ngoài. Sau đó, Eddie liền bị cấp trên sa thải vì chuyện này. Bạn gái Annie cũng bị liên lụy, mất đi công việc. Cô ấy cảm thấy Eddie lợi dụng mình, lập tức chia tay với Eddie. Hạnh phúc ra đi quá đột ngột, Eddie không biết phải làm sao. Đêm đó, sinh vật ngoài hành tinh nhập vào người y tá đi đến khu phố người Hoa. Cô ta đang đói bụng nên đã bắt một con cá sống cho vào miệng cắn. Sau khi ăn no thì bắt đầu giết người. Bà cụ bên đường sợ hãi, thế nhưng nó lại nhìn trúng bà cụ. Nó đặt tay lên bả vai bà cụ, lập tức hoàn thành sự chuyển giao. Life Foundation đã tiến hành một số nghiên cứu về những sinh vật ngoài hành tinh này, phát hiện những sinh vật này phải nhập vào cơ thể của ký chủ và trở thành quan hệ cộng sinh mới có thể sinh tồn trong môi trường trái đất. Vì thế họ dứt khoát đặt những sinh vật này là sinh vật cộng sinh. Drake nhanh chóng lừa được một kẻ lang thang, bắt đầu thí nghiệm trên cơ thể người. Lúc kẻ lang thang nhận ra tình hình không ổn thì đã quá muộn rồi. Sinh vật cộng sinh xâm nhập vào cơ thể anh ấy một cách trắng trợn, hoàn thành xâm nhập. Lúc mới đầu kẻ lang thang không hề có gì thay đổi, nhưng rất nhanh cơ thể vặn vẹo, cuối cùng đau đớn mà chết trong phòng thực nghiệm. Hóa ra không phải ký chủ nào cũng có thể trở thành cộng sinh với sinh vật ngoài hành tinh này, mà Drake nhìn thấy cảnh này lại không hề có chút dao động nào. Anh ta còn dặn dò cấp dưới tìm kẻ tình nguyện tiếp theo để tiếp tục làm thí nghiệm. Điều này khiến bác sĩ Dora bên cạnh nảy sinh dao động. Cô ấy cuối cùng cũng nhận ra chỗ đáng sợ ở Drake. Ở bên khác, Eddie đều mất đi tình yêu và sự nghiệp, trở thành kẻ vô dụng đầu đường xó chợ, cả ngày lang thang trong các quán bar để giải tỏa những âu phiền. Anh thuê một căn hộ nhỏ rẻ, buổi tối về nhà còn phải nhìn những đôi tình nhân quấn quýt, thẻ tín dụng đã quá kỳ hạn từ lâu. Thế nhưng anh ấy vẫn chưa tìm được công việc tiếp theo, khó khăn lắm mới yên tĩnh nghĩ ngợi. Nhưng hàng xóm bên cạnh thích nhạc điện tử, mà căn hộ này cách âm không tốt. Không lâu sau, tiến sĩ Dora tìm đến Eddie. Cô ấy đưa danh thiếp của mình và bày tỏ ý định tìm đến. Cô ấy hy vọng Eddie
ra mặt lần nữa, vạch trần hành vi phạm tội của Drake, nhưng Eddie đã không muốn đi qua vũng bùn này nữa, đã kiên quyết từ chối. Mặc kệ Dora chạy theo sau cầu xin, anh quay người rời đi. Còn vì sao Dora lại không muốn rời đi đây? Đó là do gia đình của cô ấy đang ở trong tay của Drake. Thật ra, sở dĩ Eddie từ chối cũng là vì anh chờ mong có thể quay lại với Annie. Nhưng lúc anh ấy đến nhà Annie lần nữa, lại phát hiện Annie đã có niềm vui mới. Bạn trai mới của cô ta là một bác sĩ ngoại khoa tên là Jean-Louis. Lần này Eddie hoàn toàn không còn lo ngại nữa. Anh đến trên cầu, nhìn Life Foundation ở phía xa, cũng không thể che giấu được trái tim đau khổ. Vì thế anh ấy chủ động gọi điện cho tiến sĩ Dora, muốn khiến Drake phải trả giá. Chẳng mấy chốc, Dora dùng thân phận của mình lén đưa Eddie vào phòng thí nghiệm của Foundation. Eddie nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thí nghiệm, quay chụp làm bằng chứng mà không hề do dự. Nhưng đột nhiên, anh phát hiện một khuôn mặt quen thuộc trong lồng kính, là nữ vô gia cư Melora mà anh tình cờ gặp khi mua báo lúc trước. Không ngờ đến cả cô ấy cũng bị bắt làm thí nghiệm. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Melora, Eddie không nói lời nào, cầm bình cứu hỏa trực tiếp đập vỡ kính cứu cô ấy ra ngoài. Nhưng Melora lại đẩy ngã Eddie, sinh vật cộng sinh trong cơ thể cô ấy cũng chuyển giao lên người Eddie. Đồng thời, còi báo động của Foundation vang lên. Eddie nhìn thấy tình hình không ổn vội lẻn đi. Thế nhưng Eddie lại trở nên nhanh nhẹn, nhảy lên nhảy xuống, tránh trái trốn phải, đá tung cửa chỉ bằng một chân rồi trốn ra khỏi căn cứ, chạy vào trong khu rừng bên ngoài. Nhưng bảo vệ lại luôn đuổi theo sát phía sau. Eddie vội vã liền đâm gãy cả thân cây gỗ to. Hành động này khiến anh ấy sững sờ. Cuối cùng anh ấy bay lên ngọn cây, trốn khỏi sự truy đuổi của bảo vệ. Eddie hoảng hốt trở về căn hộ, sau đó bắt đầu uống nước, ăn uống điên cuồng. Ăn xong anh lại xông vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Anh còn thường nghe thấy có một giọng nói gọi tên anh ấy trong đầu, khiến anh sợ hãi. Rõ ràng anh ấy đã trở thành mối quan hệ cộng sinh với sinh vật ngoài hành tinh. Trong căn cứ, Drake thấy sinh vật cộng sinh bị người khác mang đi, lập tức tức giận. Anh lập tức dặn dò mấy sát thủ bằng mọi giá phải tìm được sinh vật cộng sinh trở về. Mà Eddie đối mặt với hàng loạt hành động bất thường của mình, ban đầu cho rằng là mình bị bệnh. May mà chuyến này đi không vô ích. Những bức ảnh của phòng thí nghiệm được anh ấy chụp trong điện thoại đủ để lật đổ Drake. Cùng lúc đó, sinh vật cộng sinh trong cơ thể bà cụ đến sân bay và nhìn trúng một bé gái trong sân bay. Không bao lâu, nó liền chui vào cơ thể của bé gái và khống chế cô bé, và mục đích của nó là đi về phía Life Foundation. Mà Eddie đến bước đường cùng chỉ đành đến nhà hàng cầu xin bạn gái Annie giúp đỡ, nhưng thức ăn xung quanh lại khiến anh ấy mất khống chế. Anh lại bắt đầu ăn uống điên cuồng. Thế nhưng, sinh vật cộng sinh trong cơ thể anh ấy lại không thích những thức ăn không tươi. Nó dứt khoát bắt anh ấy ngồi vào bể cá và lấy ra ăn. Hành động bất thường này khiến Annie không khỏi lo lắng. Vì thế, Annie nhờ bạn trai Jean-Louis giúp đỡ đưa Eddie vào bệnh viện, chuẩn bị kiểm tra toàn thân cho anh ấy. Nào ngờ, cộng hưởng từ hạt nhân vừa được mở, Eddie lập tức trở nên đau đớn, bắt đầu co giật. Jean-Louis thấy vậy đành tắt thiết bị và bảo Eddie trở về chờ kết quả kiểm tra. Nhưng Eddie vừa trở về căn hộ thì anh bạn ở đối diện bắt đầu chơi nhạc. Anh thật sự không thể nhịn nổi nữa, lấy hết can đảm gõ cửa của người đó, bảo anh ấy nhỏ tiếng đi, cút đi. Được rồi ông anh, tôi lập tức cho nhỏ tiếng đi. Ở bên kia, Drake đã phát hiện tiến sĩ Dora phản bội anh ta trong quá trình điều tra. Sau khi đưa ra lời đe dọa và hứa hẹn với lại thêm lừa gạt, Dora đã nói ra sự thật. Cô ấy kể với anh ta là Eddie mang sinh vật cộng sinh đi rồi. Nào ngờ vừa nói xong, Drake lập tức trở mặt, trực tiếp biến Dora thành vật thí nghiệm đút cho một con vật thể cộng sinh. Không bao lâu, sát thủ do Drake cử tới liền đến căn hộ của Eddie. Eddie lập tức sợ hãi, lập tức giơ tay đầu hàng. Nhưng sinh vật cộng sinh trong cơ thể anh ấy lại không thể nhìn nổi dáng vẻ hèn nhát này. Nó quyết định tạm thời tiếp quản cơ thể của Eddie. Sau đó nó vươn ra xúc tu đen xì, trừng trị toàn bộ sát thủ. Hơn nữa, sinh vật cộng sinh có thể đưa ra đòn tấn công ở bất kỳ nơi nào trên cơ thể Eddie. Rất nhanh, toàn bộ sát thủ đều bị đánh ngã. Thế nhưng dưới lầu vẫn còn truy binh đuổi đến. Trong lúc cấp bách, Eddie trực tiếp lao ra khỏi cửa sổ. Sau đó, anh ấy chỉ vẫy tay đã tạo thành một tấm khiên chặn lại tất cả các viên đạn bay tới. Sau khi thoát khỏi căn hộ, Eddie nhìn rõ dáng vẻ của sinh vật cộng sinh trong cơ thể mình thông qua cửa kính xe dưới lầu. Nó là một con quái vật màu đen có đầy răng nanh nhọn hoắt, có thể nói tiếng Anh lưu loát. Eddie thấy sát thủ sắp đuổi đến liền vội ngồi lên xe máy của mình, xông ra đường lớn bắt đầu tháo chạy. Đồng thời, đám sát thủ cũng điều động máy bay không người lái bắn phá Eddie. Có điều Eddie đều né tránh được hết nhờ sự giúp đỡ của sinh vật cộng sinh trong cơ thể. Đám sát thủ thấy vậy liền muốn chơi trò chặn trước kẹp sau. Đáng tiếc là không thành, Eddie dễ dàng
dàng bứt phá với cú drip ngoạn mục. Sau đó tăng tốc tay ga mượn lực của con dốc thoải bay thẳng lên trời. SD lại có chút hưởng thụ khoái cảm mà vật thể cộng sinh đem lại trong khoảnh khắc này. Nhưng anh ấy chưa vui vẻ được 3 giây, sát thủ liền lái xe đánh lén anh ấy từ bên cạnh. SD bị đâm hất tung đi, cơ thể bị gãy nhiều khớp xương. Thế nhưng lúc sát thủ xuống xe kiểm tra, lại phát hiện vết thương của SD đang nhanh chóng lành lại. Ngay sau đó, cơ thể SD lại bị con quái vật đầy răng nanh tiếp quản. Nó há to miệng cắn đứt đầu của một tên sát thủ. Sau đó giống như King Kong vừa đập phá, vừa chạy trốn. Sau khi thoát khỏi truy binh, sinh vật cộng sinh chính thức giới thiệu bản thân với SD. Nó nói nó tên là Venom, mà SD hiện tại chính là thú cưỡi độc quyền của nó. Đồng thời, SD là ký chủ cũng có thể hưởng thụ sức mạnh của Venom. Venom bảo SD dẫn theo nó đi tìm tàu vũ trụ của Drake, như vậy nó có thể ngồi phi thuyền trở về hành tinh của mình. SD đồng ý, có điều trước khi làm chuyện đó anh phải vạch trần hành vi tội ác của Drake. Vì thế anh liền trở về tòa nhà công ty truyền thông tin tức trước đây mình từng làm việc. Nào ngờ bảo vệ không cho anh ấy vào. Cuối cùng vẫn phải nhờ Venom giúp đỡ, dẫn theo SD bỏ lên tòa nhà bằng tay không, trực tiếp xông lên văn phòng của cấp trên. Sau đó anh đặt những chứng cứ mình chụp được lên bàn làm việc. Không ngờ lúc anh ấy rời khỏi tòa nhà thì gặp được cảnh sát đang bao vây xung quanh. Cuối cùng, không cần nghĩ cũng biết, Venom lại tiếp quản cơ thể của SD. Nó chặn lại hết bom khói do cảnh sát ném ra chỉ với một bàn tay. Sau đó Venom lần lượt đánh gục tất cả cảnh sát dưới sự yểm hộ của khói mù mịt và phát ra tiếng gầm thét tham lam. Ngay lúc nó chuẩn bị hưởng thụ thức ăn ngon, bạn gái cũ Annie chạy tới. Cảnh tượng này khiến Annie sợ hãi. SD trở lại dáng vẻ ban đầu, vội chạy đến giải thích với Annie, nhưng Annie không nói lời nào liền muốn đi tới bệnh viện kiểm tra. Không bao lâu, sinh vật cộng sinh nhập vào cơ thể bé gái đã đến công ty Life Foundation và nó đã gặp được tổng giám đốc Drake. Ngay lúc Drake cho rằng bé gái bị lạc đường thì cô bé liền giơ cánh tay khỏe mạnh ra. Sinh vật cộng sinh lập tức chuyển giao lên người Drake, mà sau khi SD bị đưa đến bệnh viện lại trải qua sự cộng hưởng từ đau đớn. Hóa ra, nhược điểm của sinh vật cộng sinh là sóng âm thanh từ 4.000 đến 6.000 Hz. Cuối cùng SD thoát khỏi Venom dưới sự quấy nhiễu của cộng hưởng từ và nhốt Venom ở trong phòng cộng hưởng từ. SD cuối cùng thoát khỏi Venom cảm thấy nhẹ nhõm, anh quay người rời khỏi căn phòng. Ai ngờ Venom lại nhân cơ hội bò ra ngoài qua đường ngống thông gió và nhập vào con chó. Mà SD đang chuẩn bị vào thang máy bất ngờ gặp phải sát thủ đang đuổi bắt anh ấy. Lúc Annie cảm thấy không ổn, liền ra ngoài kiểm tra, chỉ thấy con chó bị Venom nhập vào đang chạy về phía cô ấy. Đám sát thủ đưa SD đến trước mặt Drake. Drake lúc này đã kết hợp hoàn hảo với sinh vật cộng sinh kia. Dáng vẻ của nó còn đáng sợ hơn Venom, mà nó chính là thủ lĩnh của sinh vật cộng sinh, tên là Riot. Mà sau khi Drake biết được Venom đã rời khỏi cơ thể của SD, nhận ra SD đã mất đi giá trị lợi dụng, lập tức ra lệnh cho sát thủ giết chết SD. Sau đó Drake bắt đầu thảo luận kế hoạch với Riot. Kế hoạch của họ là lợi dụng tàu vũ trụ Life Foundation đưa hàng trăm triệu sinh vật cộng sinh đến trái đất. Đến lúc đó bọn chúng sẽ thống trị trái đất. Bên phía SD bị sát thủ áp giải vào trong một khu rừng. Ngay lúc sát thủ muốn nổ súng bắn chết anh ấy, Venom nhập vào cơ thể Annie xuất hiện kịp thời cứu anh ấy. Nó chạy tới hôn SD, Venom lại trở về cơ thể của SD. Sau khi trải qua mọi chuyện này, SD và Venom đều hiểu ra sự quan trọng của đối phương. Thật ra, Venom cũng là một kẻ vô dụng ở trên hành tinh của mình. Nhưng sau khi nó kết hợp với kẻ vô dụng SD ở trái đất thì lại mạnh mẽ vô cùng. Hai kẻ vô dụng liền có thể trở thành siêu anh hùng. Vì thế Venom quyết định phản bội thủ lĩnh của mình, ngăn chặn kế hoạch xâm chiếm của Riot ở lại trái đất trở thành siêu anh hùng. Mà đây chắc chắn là một trận ác chiến. Lúc này Drake đã không đợi nổi nữa, muốn phóng tàu vũ trụ rồi. Anh ta nhảy cóc qua quá trình kiểm tra rườm rà, thiết lập đồng hồ đếm ngược 5 phút. Riot lập tức xuất hiện, hai cánh tay đều biến thành hai lưỡi dao sắc bén. Nó chỉ cần vỗ nhẹ đã phá hỏng toàn bộ thiết bị. Sau đó, Riot liền bắt đầu chạy về phía tàu vũ trụ. Lúc nó vừa mới chạy được nửa đường thì bị Venom đuổi theo đến. Vì thế trận chiến giữa hai sinh vật cộng sinh bắt đầu. Lúc này chỉ còn 2 phút nữa là đến giờ phóng tàu vũ trụ. Venom ban đầu còn có thể đánh trả lại được Riot mấy hiệp, nhưng khi Riot bắt đầu nghiêm túc, Venom nhanh chóng không địch lại được. Trong lúc quan trọng, Annie phát ra sóng âm thanh tần số cao bằng đài phát thanh. Riot và Venom đều bị ảnh hưởng lần lượt thoát khỏi ký chủ. SD liền đạp Drake và hất anh ta xuống bệ phóng tàu vũ trụ. Riot nhập thể lần nữa đã đâm vào người anh ấy, nhưng Venom lại vẫn không thấy xuất hiện. Lúc này tàu vũ trụ chỉ còn lại 30 giây. Riot nhanh chóng nhảy lên tàu vũ trụ. Venom cuối cùng cũng chậm rãi hoàn thành nhập thể. Nó bẻ gãy thanh đao
dao trên người đi, cố gắng hết sức nhảy lên tàu vũ trụ vừa mới rời khỏi mặt đất. Nó không hề do dự cắt xuyên qua thùng nhiên liệu của tàu vũ trụ. Dưới ánh mắt thất vọng của Riot, tàu vũ trụ lập tức phát nổ, mà Riot có lợi hại đến mức nào cũng không thể chống lại ngọn lửa bùng cháy rừng rực của nhiên liệu hàng không. Đồng thời, Venom không tiếc hóa thành cây dù bảo vệ mặc lửa thiêu chính mình để Eddie xuống được mặt đất an toàn. Cuối cùng, Eddie rơi xuống biển và còn sống. Nhưng Venom lại mất tích. Thật ra là đạo diễn đang đùa chúng ta. Venom gian xảo đã kịp thời trốn trong cơ thể của Eddie, cho nên nó vẫn còn sống. Có điều nếu đã ở lại trái đất, vậy phải tuân thủ quy định của trái đất. Hôm đó, lúc Eddie đang đi dạo trên đường, tình cờ gặp Emerson. Emerson nhiệt tình khuyên anh nên theo đuổi lại Annie. Dù sao nếu bỏ lỡ cô gái tốt như Annie thì thật đáng tiếc. Thế nhưng Eddie không hề quan tâm, quay người đi tới siêu thị mua đồ ăn vặt. Dạo này anh phát hiện Venom rất thích ăn sô-cô-la và khoai tây chiên. Đột nhiên một tên cướp xông vào trong siêu thị. Venom nhận ra mình lại có được phần thưởng no nê rồi, bởi vì Eddie đặt ra quy định cho nó là có thể ăn người xấu. Nó đi lên trước dạy dỗ tên cướp một trận, khiến hắn phải làm người tốt cả kiếp sau. Sau đó há miệng ăn sạch tên cướp không chừa lại chút gì. Không lâu sau, Eddie lại trở về với công việc phóng viên. Dạo này anh ấy nhận được cuộc phỏng vấn đối tượng đặc biệt. Người này bị cho là kẻ nguy hiểm nhất trong tù, bởi vì cũng có một sinh vật cộng sinh trong cơ thể anh ta. Và con sinh vật cộng sinh này vô cùng hung ác. Nó là nhân vật chính trong phần 2 Canic Venom chiếu năm 2018, là bộ phim siêu bom tấn khoa học viễn tưởng của vũ trụ Sony. Nhìn tổng thể thì bộ phim vừa tối tăm lại bất thường. Nhân vật diễn Venom của Tom Hardy được thể hiện một cách sống động, cho chúng ta thấy được một siêu anh hùng vô dụng. Nó vừa ghê tởm vừa hấp dẫn, mà còn ăn thịt người. Trong phim nó có một cảnh nhập vào cơ thể Annie biến thành Venom bản nữ. Điều này chắc chắn là một sự tôn trọng với truyện tranh. Quả thực có nhân vật Venom bản nữ như này trong truyện tranh. Nghe nói trong Venom 2, Venom gợi cảm sẽ xuất hiện lần nữa. Tôi rất mong chờ cảnh tượng này nha. Những khán giả thích admin thì hãy ấn like và ủng hộ nhé. Ok, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Hẹn gặp các bạn lần sau.